ngày 23 tháng 4, có mặt tại thôn Trung Tâm, xã Xuân Lai và thôn Đào Kiều 1, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Đám tang anh Phạm Xuân Trường được tổ chức ở ngôi nhà nhỏ bên sườn đồi. Chị Tuyết, vợ anh Trường, liên tục gọi chồng anh Trường ơi giữa tiếng kèn đám ma ai oán. Bên cạnh linh cữu chồng, người phụ nữ 48 tuổi liên tục phải nhờ đến người dìu, vành khăn tang trùng đầu đẫm nước mắt. Chị Tuyết cùng anh Trường lập nghiệp trên mảnh đất Yên Bình, tỉnh Yên Bái, từ những năm nơi đây còn hoang vu đồi núi. Chị làm công nhân may, còn anh làm công nhân nhà máy xi măng in bái. Đồng lương còng cõi khiến cuộc sống anh chị khá vất vả. Đến năm 48 tuổi, anh chị vẫn lận đận gồng gánh gia đình hai con đang tuổi ăn học, bên cạnh việc chu cấp cho bố chồng 76 tuổi. Dù nghèo, căn nhà nhỏ bên sườn đồi của anh chị vẫn đầy áp tiếng cười khi gia đình quây quần bên mâm cơm mỗi tối cho đến lúc tai họa ập xuống. Sáng 22 tháng 4, anh Trường cùng 9 đồng nghiệp bước vào ca làm như thường lệ. Đến trưa, họ nghỉ ăn cơm, cho chuyện vui vẻ trước khi cùng nhau bảo dưỡng máy nghiền theo định kỳ. Theo phân công từ trước, 7 người vào trong lồng máy thay các tấm lát bị mòn, còn 3 người sửa chữa bên ngoài. Một người trong nhóm gọi về trung tâm điều khiển để ngắt điện cấp cho máy. Khi có hiệu lệnh xác nhận, nhóm mới bắt đầu sửa chữa. Công việc của nhóm công nhân diễn ra bình thường được khoảng 25 phút thì máy nghiền bất ngờ hoạt động trở lại. Lồng máy nghiền nhanh chóng tăng tốc, hàng nghìn viên bi sắt văng tung tóe trong lồng. Khi những người bên ngoài dừng được máy nghiền, thi thể của cả 7 công nhân không còn nguyên vẹn. Giống gia đình chị Tuyết, không khí tang thương bao trùm căn nhà có hai nạn nhân trong một gia đình là hai anh em ruột nông Văn Toàn, sinh năm 1985 và nông Văn Thuật, sinh năm 1991. Hai cỗ quan tài đặt cạnh nhau, những người thân mắt đỏ hoe, gạt nước mắt. Ông nông Văn Toàn, 43 tuổi, chú ruột của hai nạn nhân, cho biết Thuật và Toàn sinh sống cùng bố mẹ. Thuật đã có vợ và hai con, còn Toàn chưa lập gia đình. Hai cháu là trụ cột chính trong gia đình. Thuật và Toàn đi làm được khoảng 8 năm. Nghe tin cháu bị tai nạn tử vong, gia đình chúng tôi ai nấy đều bị sốc, cảm giác như chết lặng. Cú sốc này quá lớn đối với gia đình tôi, quá đau xót khi cùng lúc mất đi cả hai người thân của mình. Thương các cháu vô cùng vì còn con nhỏ, bố mẹ già không biết trông nhờ vào ai, ông toàn chia sẻ. Cách đó không xa, một gia đình cũng tổ chức tang lễ cho nạn nhân Mai Thiên Hoàng, 37 tuổi ở thôn cây mơ, thôn đặc biệt khó khăn của xã Xuân Lai. Nơi tổ chức tang lễ là căn nhà sàn xây dựng sơ sài, phần mái được lợp bằng tranh đã xuống cấp. Ngồi khuất giữa đám đông, ông Mai Văn Châu, 57 tuổi, chú ruột nạn nhân Hoàng, nghẹn ngào, ngay khi nhận được tin Hoàng không may tử vong do tai nạn lao động, tôi gần như chết lặng, chân tay bủn rùn. Hoàng chưa lập gia đình, ở cùng mẹ. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Hoàng đi làm từ sớm. Nghe tin con mất, mẹ Hoàng ngã quỵ tại chỗ. Hai ngày sau vụ tai nạn, vào sáng ngày 24 tháng 4, người thân bạn bè đang trở về thôn trung tâm, xã Xuân Lai, huyện Yên Bình để phúng viếng nói những lời sau cùng trước khi đưa anh nông Văn Thuật 39 tuổi và em trai là nông Văn Toàn 33 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà. Địa điểm tổ chức tang lễ cho hai anh em là một ngôi nhà đơn sơ, lợp mái tranh, những cột nhà bằng gỗ đã có dấu hiệu xuống cấp do đã lâu chưa sửa chữa. Phía trong ngôi nhà không có vật dụng gì đáng giá, chiếc giường ngủ đang được tận dụng làm nơi để mọi người ngồi uống nước. Hai chiếc quan tài đặt ở sân bê tông lót bằng những lớp chiếu mỏng. Anh Nông Văn Khoa là anh và em ruột của hai nạn nhân cho biết, gia đình có ba anh em trai, anh Thuật là anh cả, còn Toàn là em út. Anh Thuật đã lập gia đình và có hai con, cháu lớn lớp 8, cháu nhỏ lớp 4, còn anh Toàn thì vẫn độc thân. Kể về hai anh em trai xấu số, nhiều người dân trong thôn đều bày tỏ tiếc thương. Biết rằng đi làm ở nhà máy là vất vả và có rủi ro, tuy nhiên do hoàn cảnh nghèo khó nên người dân vẫn đi làm. Hai anh em thuật và toàn cũng vậy, là trụ cột thu nhập chính của gia đình nên rất chăm chỉ làm ăn, được người dân trong làng yêu quý. Khi hai tin, mọi người đều đau buồn và tiếc thương, bây giờ để lại mẹ già con thơ, thật sự là rất hoàn cảnh. Ông Nông Đình Chiến là bố của hai nạn nhân đã hai đêm thức trắng, nỗi đau quá lớn khiến ông không thể chập mắt, còn người mẹ đã ngất nhiều lần. Một người dân thôn trung tâm chia sẻ. Ông Nguyễn Văn Thương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lai, huyện Yên Bình cho biết gia đình ông Nông Đình Chiến có hoàn cảnh rất khó khăn. Hai ông bà đã ngoài 60 tuổi, có với nhau ba người con trai, nay thì mất hai. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, chính quyền địa phương đã xuống thăm hỏi động viên gia đình. Thời gian tới, địa phương sẽ xem xét và đề xuất những chính sách hỗ trợ cụ thể. Ông Thương chia sẻ, sự ra đi đột ngột của Thuật và Toàn để lại đau thương mất mát rất lớn cho gia đình, đặc biệt là hai cháu nhỏ con anh Thuật. Với hoàn cảnh như vậy, quãng đường phía trước đối với các cháu thật là quá gian nan, tương lai mịt mờ. Vì vậy, rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các nhà hảo tâm, cơ quan đoàn thể để hai cháu nhỏ có cơ hội được học hành, vươn lên trong cuộc sống, bởi các cháu đã quá thiệt thòi. Liên quan vụ bảy công nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố bắt tạm giam một nhân viên tại đây. Theo các cơ quan liên quan, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do sai sót trong thực hiện quy trình vận hành sửa chữa dẫn đến vụ tai nạn lao động thảm khốc. Từ sự cố xảy ra trong tình huống nhóm công nhân đang sửa chữa bên trong máy nghiền, một chuyên gia về máy của nhà máy nhiệt điện ở Ninh Bình nhận định nguyên nhân xuất phát từ việc bộ phận vận hành đã không cắt điện động cơ. Vị chuyên gia nói tai nạn thương tâm xảy ra xuất phát từ việc nhà máy không tuân thủ chặt chẽ quy trình an toàn lao động khi bảo trì, sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy móc lớn có nguồn năng lượng nguy hiểm như vậy, phải cắt toàn bộ hệ thống điện mới đúng. Điều đáng nói, bộ phận kỹ thuật vận hành và những người trực tiếp tham gia hoạt động sửa chữa bảo dưỡng thiếu sự phối hợp dẫn đến sự việc đau lòng. Theo chuyên gia an toàn vệ sinh lao động, những người trực tiếp tham gia sửa chữa bảo dưỡng phải hiểu rõ và áp dụng đúng quy trình lock out, tag out gọi tắt là LOTO là một quy trình an toàn được sử dụng để kiểm soát năng lượng nguy hiểm trong các thiết bị và máy móc trước khi bảo trì sửa chữa hoặc bảo dưỡng. Chuyên gia về máy trong nhà máy nhiệt điện ở Ninh Bình giải thích, hiểu một cách đơn giản, LOTO là một quy trình theo trình tự gồm tắt, khóa nguồn điện, gắn biển báo, tháo khóa và gỡ biển báo. Trong đó, thao tác khóa nguồn điện là tiên quyết và rất quan trọng. Nhân viên kỹ thuật thường dùng các van chốt để cô lập nguồn năng lượng đưa tới máy trong quá trình này không thể thiếu biển cảnh báo. Biển cảnh báo này giúp ngăn chặn việc khởi động hoặc kích hoạt thiết bị một cách vô ý. Ngoài ra, khi thợ đang bảo dưỡng máy móc, quản lý vận hành phải cắt cử một người giám sát túc trực tại nguồn cấp. Sau khi hoàn thành công tác bảo trì, sửa chữa hoặc bảo dưỡng, người giữ chìa khóa tủ điện hoặc phòng điện cần xác nhận lại mới mở khóa, tháo biển cảnh báo và cho phép đóng nguồn điện Vị chuyên gia phân tích việc tuân thủ quy trình lô tô sẽ giúp loại bỏ nguy cơ bị thương tích do khởi động hoặc kích hoạt bất ngờ những máy móc thiết bị trong quá trình bảo trì sửa chữa hoặc bảo dưỡng. 6 năm làm công nhân vận hành máy ở Nhật, anh Ngô Dư Sang, 29 tuổi, quê Tây Ninh, luôn được quán triệt tuân thủ tuyệt đối luật pháp và quy định an toàn của người Nhật anh Sang cho biết, người Nhật luôn đề cao an toàn cho bản thân và đồng nghiệp trong quá trình lao động. Do đó, chủ doanh nghiệp và người lao động bản địa đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn và luôn cảnh giác với các mối nguy hiểm tiềm ẩn. Sang chia sẻ, công ty tôi thường xuyên tổ chức đào tạo về an toàn lao động để nhân viên nắm rõ các quy định và kỹ năng cần thiết đảm bảo an toàn. Mỗi ngày tôi đều đến chỗ làm, công ty đều phát cho một chiếc khóa, gọi là khóa máy móc thiết bị để sử dụng khi sửa chữa bảo dưỡng máy. Vật dụng này giúp ngăn chặn nguy cơ vô ý sử dụng máy móc khi có người đang bảo trì hoặc sửa chữa. Ông Đặng Xuân Trọng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Kiểm định và Huấn luyện An toàn Vệ sinh Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật như Luật An toàn Vệ sinh Lao động, các nghị định, thông tư quy chuẩn tiêu chuẩn Việt Nam cơ bản đầy đủ đồng bộ. Để người lao động được làm việc trong một môi trường an toàn, ba chủ thể gồm cơ quan quản lý, người sử dụng lao động và người lao động phải chung tay xây dựng quy trình an toàn. Trong đó, ý thức tuân thủ, việc tự giác thực hiện các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lao động của người sử dụng lao động và người lao động là quan trọng nhất. Theo ông trọng, cả doanh nghiệp và người lao động phải hiểu tầm quan trọng, ý nghĩa của việc xây dựng văn hóa an toàn vệ sinh lao động đối với người lao động, người sử dụng lao động và doanh nghiệp chuyên gia về lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động nhìn nhận hiện nay nhiều doanh nghiệp và chủ sử dụng lao động thực sự chưa quan tâm chú trọng trong công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động đào tạo kỹ năng nghề cho người lao động ông trọng nói việc huấn luyện còn hình thức chưa sát với thực tiễn chưa tập trung vào người lao động kỹ năng xử lý quy trình biện pháp làm việc an toàn cụ thể để giảm thiểu những sự cố đau lòng thương tâm về tai nạn lao động chuyên gia này cho biết phải thực hiện nghiêm công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động đặc biệt cần chú trọng việc huấn luyện cho đối tượng quản lý người làm công tác an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở về việc xây dựng quy trình biện pháp làm việc an toàn theo ông trọng quy trình làm việc bảo trì bảo dưỡng máy phải nêu rõ hạng mục công việc từng bước thực hiện việc cách ly cô lập khu vực thực hiện thêm nữa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động của người thực hiện bố trí người kiểm tra giám sát trong quá trình này cần hết sức quan tâm khi tham gia sửa chữa bảo dưỡng máy các đơn vị cần bố trí hệ thống biển báo thông tin chỉ dẫn cảnh báo về các yếu tố nguy hiểm độc hại niêm yết và đặt ngay tại máy Ông Trọng nói thêm, ngoài ra cần tăng cường hoạt động thông tin, giáo dục, đặc biệt là công tác quản lý, huấn luyện, đào tạo về các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động đã được quy định. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động Trước đó vào chiều ngày 22 tháng 4, trong quá trình các công nhân bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ máy nghiền số 3 của nhà máy xi măng Yên Bái, là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, huyện Yên Bình, thì sự cố bất ngờ xảy ra làm cho 7 công nhân tử vong và 3 người khác bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do bất cẩn trong quá trình ngắt mở điện khiến động cơ chính của máy nghiền hoạt động dịch chuyển lò nghiền hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của cá nhân tổ chức liên quan để xử lý nghiêm theo quy định về hành vi vi phạm quy định an toàn lao động, luật sư Lê Hồng Vân, đoàn luật sư Hà Nội cho biết, Điều 295 Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi nêu rõ, người nào vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người gây thiệt hại cho người khác, thuộc một trong các trường hợp làm chết người, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của một người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên, gây thiệt hại về tài sản từ 100 tới dưới 500 triệu đồng thì bị phạt tiền từ 20 tới 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm. Phạm tội làm chết 3 người trở lên, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên, gây thiệt hại về tài sản 1,5 tỷ đồng trở lên thì bị phạt tù từ 6 đến 12 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 tới 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm. Như vậy, đối với vụ tai nạn xảy ra tại nhà máy xi măng Yên Bái khiến 7 người tử vong, cá nhân vi phạm có thể phải đối diện với mức án cao nhất là 12 năm tù cũng theo luật sư Lê Hồng Vân, ngoài bộ luật hình sự, luật an ninh vệ sinh lao động 2015 cũng quy định các loại máy thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định trước khi đưa vào sử dụng và kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng bởi tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. Việc kiểm định các loại máy thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch. Tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động có quyền thực hiện hoạt động kiểm định theo hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm định, từ chối cung ứng dịch vụ kiểm định khi không đảm bảo điều kiện an toàn khi thực hiện hoạt động kiểm định máy, thiết bị và tư. Kiến nghị, khiếu nại, tố cáo hành vi cản trở hoạt động kiểm định, yêu cầu tổ chức cá nhân có đối tượng đề nghị được kiểm định, cung cấp các tài liệu, thông tin, phục vụ hoạt động kiểm định bên cạnh đó tổ chức này cũng có nghĩa vụ thực hiện kiểm định theo quy trình kiểm định chịu trách nhiệm về kết quả kiểm định bồi thường thiệt hại do hoạt động kiểm định gây ra theo quy định của pháp luật